Yamaha Exciter 2014 nha mọi người. Xe là còn nguyên 2 chìa. Lốc mát của xe đẹp nguyên xin nhé. Bình xăng của xe cũng còn đẹp à. Ốp tán của xe còn khá nha em. Con xe là những các cần thể thao là cá tính à. Hai mốc là cực yêu nhau rồi. Máy vào đây cũng là đẹp nguyên xin à. Đây ạ, xe sẽ dứt mâm 2014 nha nè. Mâm là nguyên xin xe chưa sơn lại à. Các chân là nguyên xin, ốc các chân là còn màu nha mọi người. Phần ngủ yếm đen này cũng là nguyên zin chưa sơn lại à. Cục chuối trên xe này cũng là nguyên zin à. Đẹp nha nè, sườn còn đang mung nha. Cái nắp đậy là còn màu nha mọi người. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với vlog của mình nha. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm cũng như để cập nhật khi những mẫu xe mới về theo ngày tháng anh em nhé. Thì trước mắt anh em là con Yamaha Exciter 135. Xe sản xuất năm 2014 nha mọi người. Tình trạng xe là máy móc im sin, đầu lòng là bao bít cho anh em ạ. Áo này cũng là zin đô xe nha anh em. Áo và tem là còn khá đẹp và liền lạc ạ. Mình sẽ đi sơ qua một vòng cho anh em tham khảo nha. Xe này còn khá liên lạc. Đầu tiên thì mình sẽ nổ máy xe này cho anh em tham khảo nha, cho anh em nghe nha. Bô tiếng nổ còn rất là hay nha mọi người. Thân bô là còn đẹp luôn ạ. Bô này là không có một mọt kìa đó anh em nhé. Nóc bô là còn ánh xanh ạ.
Xe là không có ca khấu gì nha mọi người. Lên ca lớn cũng vậy nha. Về phần gác chân xe này cũng là đẹp nguyên zin ạ. Gắp cũng vậy luôn ạ. Gắp cũng là nguyên zin chưa sơn lại ạ. Còn khá đẹp nha mọi người. Gác chân là còn lưu ánh xanh luôn ạ. Đây ạ. Ốc gấp là còn đẹp, sắc cạnh chưa sân, chưa có dấu hiệu bảo nha anh em. Đây ạ. Ốc gấp là còn sắc cạnh ạ. Sườn là còn đang mung nha mọi người. Đây ốc chơi máy đây ạ. Ốc chơi máy là còn sắc cạnh luôn. Ồ, tiếng nổ còn rất là hay nha mọi người. Thân bo là còn đẹp luôn ạ. Bo này là không có một mọt kìa đó anh em nhé. Nóc bo là còn ánh xanh ạ. Xe là không có ca khấu gì nha mọi người. Lên ca lớn cũng vậy nha. Về phần gác chân xe này cũng là đẹp nguyên zin ạ. Gắp cũng vậy luôn ạ. Gắp cũng là nguyên zin chưa sơn lại ạ. Còn khá đẹp nha mọi người. Gác chân là còn lưu ánh xanh luôn ạ. Đây ạ. Ốc gấp là còn đẹp, sắc cạnh chưa có dấu hiệu bảo nha anh em. Đây ạ. Ốc gấp là còn sắc cạnh ạ. Sườn là còn đang mung nha mọi người. Đây ốc chơi máy đây ạ. Ốc chơi máy là còn sắc cạnh luôn ạ. Lò xo càng thắng là còn màu nha anh em. Tổng quan dàn chân đây ạ. Cục heo dầu sao rất đẹp cho mọi người. Heo dầu sao đẹp nguyên zin nha. Ốc là sắc cạnh ạ. Về mâm trên xe này là cũng là nguyên zin chưa sơn lại nha anh em. Mâm này đẹp tự nhiên nhé. Mình sẽ quay luôn viền mâm cho anh em xem ạ. Xe chạy viền mâm màu trắng nha mọi người.
phần gấp các chân lốc bên đây cũng là nguyên zin ạ. Mình nổ máy suốt trong quá trình quay cho anh em tự tham khảo nha. Một thùng đây cũng còn các chân đây cũng ánh xanh nha anh em. Nè. Ốc tán là có màu à. Phần sóng gấp là đẹp luôn nha mọi người. Nè, lốc cắt đẹp ạ. Phần mũ yếm đen này cũng là nguyên zin chưa sơn lại ạ. Phần xi nhan này thiết kế như là mắt con chim ưng nha mọi người. Xe đèn đang bật luôn ạ. Đèn xe này rất sáng khi đi đêm nhé. Xe này hơi rất là thoát à. Không có bị lập bập luôn nha mọi người. Tay thắng là còn thẳng gan nhé. Cục cô đây ạ. Cục cô còn đẹp ạ. Với lại là chủ xe này là bảo dưỡng định kỳ thường xuyên nha mọi người. Chủ xe rất kỹ tính nhé. Để mình sẽ quay phần bánh trước cho anh em xem nha. Vì phần trước thì mình thấy là hai tia phụt này còn đẹp nha mọi người. Hai tia phụt này là không có dấu hiệu bị sọc nha. Đây ạ. Kêu đang cũng vậy ạ. Hai cây là đẹp đều nha anh em. Về phần phục trước trên xe này cũng là nguyên zin ạ. Phục zin khi mà sơn lên anh em cảm giác như nó có bị bầm nhé. Đây ạ. Heo dầu còn đẹp ạ. Heo dầu trước sau là đẹp y chang nhau nha anh em. Nhau thắng nha.
Đây, ốc đĩa đây ạ. Ốc đĩa còn khá đẹp ạ. Bốn con là còn màu nha. Mâm trước là còn đẹp không ạ? Chưa sơn lại ạ. Đây mặt mâm đây, mặt mâm bên đây đây anh em. Mâm là còn đang mung nhé. Phục cũng đẹp luôn ạ. Cái phục bên đây cũng là y chang bên kia, chưa sơn lại ạ. Theo mình đánh giá là dàn chân xe này là còn nguyên zin, chưa sơn lại nha anh em. Viền mâm đây mọi người. Sẽ quay tỉ mỉ nha, tỉ mỉ về từ từ nha. Anh em nào mà có để ý dòng xe này thì cũng tiện coi ạ. Dạ, cổ vô là còn nguyên ạ, chưa bị một cô co nha mọi người, một cổ nhé. Cầm máy nè, gan xe này còn rất khá nha nè, cầm là sạch sẽ khô ráo, không có bị cắn nứt gì đâu ạ. Không có nhấc nhau ạ. Đây mọi người, gầm là đẹp nha. Số máy này ạ. Số máy là 55B1 360 755. Mình sẽ mở yên cho anh em xem nha. Cản này có sửa lại nha mọi người. Màu đậm hơn nhé. Dạ. Bên trong ạ. Khóa yên là còn màu ạ. Rất đẹp nha nè, sườn còn đang mung nha. Chiếc sườn xe đây ạ. Bình xăng rất đẹp nha mọi người. Đây là những con ốc chốt đồng hồ xăng này ạ. Báo xăng này ạ. Mình sẽ nét anh em xem nhé. Đây ạ. Cái nắp đậy là còn màu nha mọi người. Còn mà còn đẹp óng ánh luôn nha. Có sơn hãng chấm đây ạ. Bình xăng là khá là đẹp ạ. Bình xăng là nguyên zin chưa sơn lại ạ. Bát yên nè, bát yên là còn màu luôn á, còn xanh chanh ạ. Đế mút là nguyên zin nha anh em. Chốt rồi yên là còn màu ạ. Thì mình đã điểm qua một vòng con xe này cho anh em tham khảo rồi nha. Mình xin kết thúc video ở đây ạ. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của mình đến giờ phút này nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.
anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới mình đăng nha mọi người. Cảm ơn anh em.